con vâng phái kỳ ba trước lời mà phải mang lấy tôi con kiếm kiếm đời đời nhờ tội ai như thế ngày nay chúng con xin chỉ làm sao mỗi đời từ bồ đề đáng ngay hoa cái bình đánh nhỏ do tâm nơi kiếm đường ai bên nhà mà kia ai lần nhỏ hoặc tự tình kia hoặc sai người kia hoặc nghe ai kia chân ta mời mơ ta làm nghe mũ heo bò để làm thịt mang xe đấu thân mát loài phần cái nhiều viên băng nhãn bạc kia kia hoa mang mũ da hoa kiếm và cắm quan cho xuống hầm mộ và những kiếm dưới nở hoặc lập mang phá hồ và lấy đất đá cảm mang hoa dông xe ngựa đăng đăng dạy đạp đăng đá dùng trần nhà tội như thế vô lương vô biên ngày nay chúng con đều trên nhà tại sao mỗi đại từ bố thì đến nay quang mà ai đập đừng dùng trồng đất cô độc dĩa ai dùng trên ba cây càng đăng cả cắm cây vườn rượu nơi tâm hương càng dễ ngại càng nhiều ăn tâm đuổi rồi mỗi ngày càng chỉ đang hòa đô cả chưa bật thay tháo mọi gần dễ tài lời nhân và thân cái cây dùng tóc rào rào như bài dị càng dũng thân và đô coi tâm đèn đô thiếu chất cắn mọi còn rộng mà lại thương nhân không quay đồng đèn mà ngâm đổ nước soi làm chè sâu kiện cho đến những khi đi đến năm nằm tội tự nhiên hại chúng sinh do nhìn bay trên không phạm dưới đất tội vàng vô tâm tình tối tâm còn ngay biết mới hoàn rác tội ngày nay điều sinh giai bài chết mối bỏ về đêm nay tôi vợ chúng sanh và dùng roi cây công chuyện hơn dùng kiếm kẹp ra cao đánh đập thổi đạp lấy dạy roi của ngắn cầm thìa khăn cơm đưa dùng chân đánh động mang làm bộ đạo chúng sanh ngày nay chỉ cần được về người thơ chơ vợ tôi mang thân chúng cầu xin sang mỗi miệng nhờ công tư sang mỗi như tôi diễn hại ai chúng con đời đời kiếm kiếm được thân hình định chẳng như kiếm cường sống lâu vô cùng xa địa hoàn kẻ không còn nghĩ đến những việc gì ngày đời mời chân thân coi như con một nếu thầy đi tai nạn vì cảm thì đưa đi phương tiện dạy cô không làm việc thân mệt rồi sẽ mới đẹp trên phát hiện màu nói cho thấy hình này bóng đều đưa vui nghe thân nghe tiền liền nghe sợ ai vì thế ngày nay chúng con xin cúi đầu quỳ Nam mô
Nam mô Sư Tử Hống Phật. Thank you.
Bên dạo ca to lão tâm bên lân lân lời ở má lân 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 l
thì cháu càng là to nghe hoa mà quyết định trả lìa căn cô do ta đem tăng dân bằng cũng không nghe lìa bằng chân nhân lìa bé hòa ở trong đời mọi không hề đồng tốt trong mọi mà nghe mới nhầm câu trên đêm để tăng ba kinh để tăng bảo chúng con trước ta thả mọi ba nghe pháp của thân thế xin đạo thư lên thả mọi bốn nghe của miền trong kinh nói những lời nghiệp cho miền cây đó được làm chúng chính vì đọa vào địa ngục à bị nhiều khổ bỏ công lẽ là thay vào loài chúng sinh và làm kiếm tăng cụ kiếm mèo tiếng nghe tăng ngơ nẻ đương sinh vào loài người thi hơi miệng hôi thổi nói trong mai tim còn tầm ba con kia của người dạy quất hòa lâm luận cài lâm nghe của kia ba có như ra quả như lê nên ngày nay dùng con như thân quỷ tâm bao cầu xin trả mời chúng con từ vô thì đến nay đi nghĩa hóa khảo đến phải ở trong bốn mẹ sợ loại ta như tội loại tay nắng tổ đã lời lẽ ông ta thắng ta không biết công ty đối với kẻ là người sơ kẻ xa người hàng là cây mình đã nổi dân hơn lo mặn mặn như khi dù nhiều điều em hạ xấu xa hết đầu không chưa địa chia kia cho người khả không mặn suốt đời không quen cái hoa hẹp tu chẳng bao giờ dứt lại còn người ta đang qua quê lần kia bay các bạn hiện tận vô an kiếm nhầm người lương thiên giờ tội nghiệp cho khẩu gây ra như thế thằng bộ lương vô tiếng ngày đại dụng con đều xin chỉ năm trọng mỗi hoài tử vô thì đến mấy vì nghiệp nói dối tạo ra bao nhiêu tội lỗi trong mê mong cờ danh như đại dưỡng giáo diễn tinh tự dội ra đủ điều trong tâm mê mỗi người miệng dạng cha chiếm lọ nói không như không làm nói không làm không làm nói lắm khi miệng lạnh thiền lừa đạo giới hoa cười đại điện như cha con của tôi họ mẹ bán mà nói năng như cũng không nghĩ nào thành ta kia người gạt lắm nghe minh điện nội phải đại con gia nói từ thiền tử khen minh ra mình đã chân tay ba tử thiền tử vô sắc định an na ba na mười sáu hoàn thành gần mình tu na hoàn đêm bờ na ba mời Bồ Tát Ma Thiên Long Nghệ Thanh Thanh Võ Thanh Văn Liêu Điện Bên Bích Lại Bài Trò La Mê Quan Lòng Người Đẻ Mong Cung Kịnh Cung Dương Bôn Môn Cành Dùng Nhớ Tội Nghiệp Cho Mọi Người Gây Ra Như Thế Vô Lượng Vô Biên Người Nơi Chúng Con Đều Xin Chỉ Thành Cho Mọi Loài Từ Vô Thị Đến Nơi Vi Nghiệp Nói Theo Dịp Thì Người Tạo Ra Bao Chiêu Tội Mới Chúng Con Thế Hoa Mê Văn Chướng Bông Bay Xuyên Tà Sự Giải Lâm Trang Sư Điều Rồi Quay Kéo Lời Chân Bà Ca Nghìn Dùng Bệ Yêu Kiều Mô Tà Thoại Dân Vô Kiến Châu Hà Trung Lưu Hà Điều Đồng Tâm Chân Tâm Xây Lâm Từ Giác Tổng Bệ Tư Giang Hà Phong Tùng Tư Thu Công Kể Lời Nghĩ Bạn Cộng Trình Giáo Người Nghe Là Bực Trung Thân Yêu Tử Hai Ma Chỉ Sĩ Điện Chân Quân Chứ Làm Phong Theo Giết Đến Tội Để Người Đời Sau Tin Cho Là Hà tự địa công tiết tâm tiền thần nhân tôi nghiệp cho hiện người gây ra như thế vô lương vô biên ngày nay dùng bản đều trình chỉ thân sang mỗi lại tự vô thi điện nay đi nghiệp nội hại lưỡi gây ra bao nhiêu tội lỗi căn trước bạn chê sau đơn sau trả thành chiêu lời người kia nói kia rồi lấy tôi người lại nói kia người kia chia biết lời mình không nhìn nhại đẹp cả cả xem diệp để đi gian của tôi vô người lương thiên để cho mua tội ký thì nhau cha con bắt hòa nhau đêm vừa trong có cháu hòa thân kính cha như lòng ta lần này
quả đàng âm tam ma mà khởi nói được tư tưởng phi ma la môi lên cười mùi thơm của gò đàng cổ chiên đàn lòng ta sa hương ấy mùi thơm của cái ức kiềm cây tô ẩn mà khởi nói những tư tưởng phi ma la lời tham lên những vị con đắc tới con bỏ bé đem phải lại mẫu thân chúng chân để nuôi thân tứ đại phúc bé đem cười khó mà khởi nói những tư tưởng phi ma la lùa là tất cả những thứ tướng như ý phong đến để mình thân tướng mà người ra những thứ tướng khi pháp mà khi ấy là tướng nhân gặp có cùng trời và người sợ đang tâm ra tôi kia mở đường mở đi nghe thề người ra chúng con chỉ làm nhớ về người vơ chứ và tâm và tâm trong để xin sản mỗi chứ không để sản mỗi tôi tội nhớ nhàng gần cây ra chúng con biết mắt này thầy sửa phán tâm tâm tìm quả người Bồ Tát không bằng sự giải biệt nhờ công đức sáng tối tội lời do nghị căn ngay ra chúng con nguyện nói này lần được nghe chân phật hóa hơi vương như vậy hiện tất cả mọi ma tân ngành đúng theo giáo pháp ai nhờ công đức sáng tối tội lời do nghị căn ngay ra chúng con nguyện mỗi này chân người thương thêm tội hương thêm xa địa mùi hôi tội mơ tình của năng tự nhờ công đức sáng tối tội lời do nghị
Đệ tử chúng con nguyện vì thay thế cho thân bằng quyền thuộc cha mẹ hiện đời, cùng quá khứ phụ mẫu thất thế đã sanh phụ mẫu, chi thành đảnh lễ thập hương thường trú tam bảo. Đệ tử chúng con nguyện vì thay thế cho chúng sanh trong ba đường khổ, cùng không pháp giới chúng sanh chi thành đảnh lễ thập hương thường trú tam bảo. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đệ tử chúng con đời nào đảnh lễ thành kính niệm ơn chư tôn đức tăng. Con xin đại chúng một tràng pháo tay để thành kính niệm ơn quý thầy. Một phần kinh thủy sáng chỉnh trung thật là hay và hoàn mãn. Đại chúng có hoan hỷ không ạ? Quý vị có an lạc không? Vì vỗ tay lớn nữa. Bây giờ chúng ta nghỉ giải lao trong vòng 5 phút.